Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký kênh và sẽ ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Chào mừng anh chị đến với xe đạp thể thao vip.com. Đây là một mẫu xe đạp đua của hãng Twitter. Twitter R10RS22, size 46, màu vàng chuối. Đây là một mẫu xe đạp của hãng Twitter, rất được ưa chuộng. Màu sắc thì đẹp, hình thức thì bắt mắt. Mẫu này sẽ sử dụng là khung carbon, càng carbon, cọc yên carbon. Tay lái là tay lái nhôm và vành thì cũng là vành nhôm, tay lái nhôm và vành nhôm. Chữ Twitter, tất cả các cái chữ Twitter này đều có viền, viền phản quang, rất là đẹp. Sử dụng bộ chuyển động đề chô bách toàn bộ, hai đĩa nhân với cả 11 lít. Ồ, đề sau có phủ cái vân carbon, màu sắc rất là đẹp, bắt mắt. Lít thả 11 tầng, xích là xích xăm, đùi đĩa là đùi đĩa chụp rỗng, đùi đĩa chụp rỗng của hãng đề chô bách. Vành là vành nhôm 4cm, rắc xếp kinh. Nan hoa là nan hoa dẹt chém gió. Lốp sử dụng lốp Innova Smoothie 700 nhân với cả 25. Màu này đang gọi là màu vàng chuối. Đây là những cái đồ đi theo xe và hộp phụ kiện đi theo xe. Giúp có tặng thêm bình nước cộng bình nước và một bộ lục giác đa năng để giác xe. Đây là vận đơn của anh Tuệ ở Châu Phú, An Giang. Tất cả những cái thông tin về mẫu xe đạp đua Twitter, shop đều đăng tải rất chi tiết cụ thể trên web xe đạp thể thao vip.com. Và anh Tuệ thì đã tham khảo trên web, liên lạc với shop thì anh có hỏi là cái mẫu Twitter R10 màu vàng chuối lại còn hàng không? Mình muốn lấy cho con trai một chiếc. Mà ngay khi nhận đủ các cái thông tin thì anh ưng luôn và chuyển cọc luôn cho shop để chọn cho con trai một chiếc xe đạp màu vàng chuối size 46 này. Đây, shop đã kiểm tra để gửi hàng để anh Tuệ nhanh chóng nhận được chiếc xe mà mình đã lựa chọn. Anh chị có nhu cầu cần tìm hiểu về xe đạp thể thao, hãy liên hệ 0983315936. Shop luôn lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc về xe đạp. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.